Vâng, xin kính chào bà con. Trước tình hình dịch viêm gan nổi cục trên đàn trâu bò diễn biến hết sức phức tạp và xảy ra ở hầu hết tất cả các địa phương trên toàn quốc, đồng thời nó ảnh hưởng rất lớn tới cái năng suất chăn nuôi cũng như cái hiệu quả chăn nuôi trâu bò của bà con. Và trước tình hình đó, để đánh giá tình trạng bệnh của đàn trâu bò như thế nào và từ đó để có cái hướng giải quyết, hay nói một cách khác là có cái hướng khống chế cũng như khắc phục cái bệnh viêm gan nổi cục trên đàn trâu bò có hiệu quả cao, để giúp cho bà con chăn nuôi trâu bò hạn chế được những thiệt hại do bệnh gây ra. Chính vì vậy mà chúng tôi cùng với Chi cục Thú y Quảng Bình và ông Trần Công Tám là Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Bình, cùng với các cán bộ thú y của Chi cục Thú y Quảng Bình đã đi xuống một số các địa phương mà có đàn trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục, với cái mục đích là đánh giá cụ thể cái tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn trâu bò tại các địa phương đó, và đặc biệt là để xác định cụ thể cái trạng thái bệnh cũng như mức độ bệnh cũng như ảnh hưởng của bệnh đối với đàn trâu bò đang bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Từ đó đưa ra cái hướng giải quyết, đó là khống chế những cái thiệt hại mà bệnh gây nên trên đàn trâu bò và từ đó nâng cao được cái hiệu quả điều trị và giúp bà con khôi phục được đàn trâu bò đã bị bệnh viêm da nổi cục, rồi từ đó sẽ hạn chế được cái mức độ bệnh viêm da nổi cục chung trên cái đàn trâu bò ở các địa phương. Và khi chúng tôi đi xuống các cái cơ sở mà có đàn trâu bò bị viêm da nổi cục thuộc tỉnh Quảng Bình thì chúng tôi có nhận thấy đối với đàn trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục thường thể hiện ở mấy cái mức độ sau đây, và cái mức độ bệnh nó tùy thuộc vào tính chất bệnh cũng như tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh xảy ra trên đàn trâu bò. Và trên thực tế thì chúng tôi thấy có hai cái và trên thực tế chúng tôi thấy có ba cái mức độ bệnh trên đàn trâu bò khi mà đàn trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Mức độ thứ nhất là mức độ theo chúng tôi đánh giá, đó là mức độ bệnh nhẹ. Cụ thể là trên da của trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục thường nổi lên những cái cục to nhỏ khác nhau. To nhỏ khác nhau như là hạt đậu xanh, như là hạt đậu tương, như là ngón tay cái, như là ngón chân cái, và xuất hiện với một diện tích da hẹp như ở vùng cổ, vùng mông và ở vùng bẹn. Và ở một số trường hợp thì cái vùng da mà có các cái cục nổi lên chiếm cái diện tích nhiều trên toàn bộ thân của đàn trâu bò, thì đấy là cái vùng da nổi cục. Chúng tôi nhắc lại là có những trường hợp là chỉ có một số cục nổi lưa thưa hoặc là nổi rất ít ở vùng cổ, ở vùng bụng, ở vùng lưng và ở vùng mông. Và mức độ nặng hơn một chút, đó là toàn bộ vùng da
có cái xuất hiện có các cái cục to nhỏ khác nhau như chúng tôi đã nói, đó là như là nó cái có những cái cục nổi lên trên gồ lên ở trên da, như là hạt đậu tương, như là ngón tay út, như là ngón tay cái, như là cái ngón chân cái, mọc hết ở toàn bộ diện tích vùng da trên cơ thể. Đồng thời là con vật có hiện tượng là sốt cao, và quan sát kỹ thì chúng tôi còn thấy là trâu bò có hiện tượng chảy nước mũi, và có hiện tượng viêm kết mạc mắt làm cho nước mắt chảy, và sưng mí mắt. Trong trường hợp này thì trâu bò có cái biểu hiện giảm ăn chút ít hoặc là vẫn ăn uống bình thường, thì đấy là cái mức độ bệnh thứ nhất. Ở cái mức độ bệnh thứ hai, chúng tôi quan sát thấy là toàn bộ vùng da của trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục thường nổi mụn to nhỏ khác nhau trên toàn bộ vùng da của thân con vật, và đồng thời là con vật có hiện tượng sốt cao, nước mũi chảy và nước mắt chảy, hay này nói một cái khác là có hiện tượng chảy nước mắt, chảy nước mũi, và mí mắt sưng to. Khi kiểm tra mắt thì chúng tôi thấy là kết mạc mắt cũng như là giác mạc mắt, hay là nói một cách cụ thể là niêm mạc mắt có hiện tượng là sung huyết đỏ. Con vật sốt cao, bỏ ăn, và trên cái vùng da có một số các cái u cục bị vỡ ra, gây lên cái hiện tượng loét đỏ ở cái vùng da mà có những cái cục mà bị vỡ ra. Và trường hợp này thì trâu bò có cái biểu hiện là thở khó, hay nói một cách khác là có hiện tượng là rối loạn hô hấp, có cái hiện tượng là rối loạn hô hấp. Thì đấy là cái mức độ bệnh thứ hai. Mức độ bệnh thứ ba thì theo chúng tôi đánh giá đây là một cái mức độ bệnh nặng, và khi mà trâu bò bị mắc ở cái mức độ bệnh này thường có cái tỷ lệ rủi ro, hay là có một số cái tỷ lệ chết nhất định, có một số cái tỷ lệ chết nhất định. Và qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi cũng đã thấy có một số trâu bò bị chết, và có mổ khám bệnh tích, thì tí nữa chúng tôi sẽ nêu cụ thể đối với bà con. Thế vậy thì đối với cái thể, hay là đối với cái mức độ bệnh này, khi quan sát kỹ thì chúng tôi thấy là thứ nhất, toàn bộ trên vùng da của trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục nổi lên rất nhiều các cái cục to nhỏ khác nhau ở khắp toàn thân con vật, như ở vùng cổ, vùng lưng, vùng bụng, vùng mông, vùng bẹn, và thậm chí có cả ở trên mí mắt. Thì đấy là cái thứ nhất, cái biểu hiện thứ nhất ở trên da. Và biểu hiện thứ hai rõ nhất nha, biểu hiện thứ hai rõ nhất là con vật sốt rất cao và con vật bỏ ăn. Con vật sốt rất cao và con vật bỏ ăn. Và đồng thời con vật có những cái biểu hiện của cái bệnh mà kế phát. Thì nói là bệnh kế phát thường là không đúng, và trong trường hợp này thì theo chúng tôi là virus đã xâm nhập và tác động vào
các cái khí quan ở trong cơ thể, ví dụ như là tác động vào tim, ví dụ như là tác động vào hệ thống tiêu hóa, ví dụ như tác động vào phổi, và chính những virus tác động vào các khí quan đó, khi tác động vào thì cũng gây nên các cái cục to nhỏ khác nhau trên các cái khí quan đó. Và khi mà tác động lên các cái khí quan ở trong cơ thể thì mức độ bệnh nặng rất là nhiều, và cái tỷ lệ chết rất là cao. Và nó biểu hiện cụ thể, ngoài các cái biểu hiện sốt cao này, bỏ ăn này, mệt mỏi này, ủ rũ này, và trên vùng da xuất hiện rất nhiều các cái u cục khác nhau trên toàn bộ thân của con vật, thì con vật còn có các cái biểu hiện chảy nước mắt, chảy nước mũi, thở khó, và có cái hiện tượng phù thủng. Phù thủng thì lúc đầu là phù thủng ở các cái vùng da mỏng như ở vùng hầu, vùng cổ, ở vùng bụng và vùng chân, và sau đó phù thủng toàn thân. Trường hợp ngoài cái trường hợp mà bị phù thủng thì còn xuất hiện một trường hợp nữa, thì cái hiện tượng phù thủng ở đây theo chúng tôi là do virus đã tác động gây nên cái bệnh tích, cũng như là ảnh hưởng rất lớn tới tim và cái hệ thống tuần hoàn. Thứ hai, một cái triệu chứng và biểu hiện thứ hai ở cái mức độ bệnh thứ ba mà chúng tôi cho rằng đây là mức độ bệnh nặng, là con vật có cái hiện tượng rối loạn tiêu hóa. Mà cái rối loạn tiêu hóa ở đây thể hiện cụ thể, rối loạn tiêu hóa ở đây thể hiện cụ thể đó là cái hiện tượng mà con vật bị viêm ruột tiêu chảy, và do tác động của virus rất mạnh lên niêm mạc của đường tiêu hóa, ví dụ như là ở dạ cỏ, rồi dạ tổ ong, và ở ruột. Và chính vì vậy mà con vật có cái biểu hiện viêm ruột tiêu chảy, phân có lẫn máu. Thì tùy theo cái mức độ tổn thương cái đường tiêu hóa mà cái hiện tượng tiêu chảy nặng hay nhẹ, và cái hiện tượng là phân có lẫn máu nhiều hay là ít. Và những trường hợp này, ngoài cái việc mà chúng tôi kiểm tra thực tế nhé, kiểm tra thực tế mà chúng tôi thấy, thì còn có rất nhiều bà con ở các cái địa phương khác nhau phản ánh cho chúng tôi, và hỏi chúng tôi các cái biểu hiện của đó, của châu bò như vậy thì là như thế nào. Như vậy thì qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy đúng là ở cái thể này là cái thể rất là nặng. Và trong cái trường hợp này hoặc ở cái mức độ này thì cái việc điều trị hết sức khó khăn, và cái hiệu quả điều trị thường là không cao. Và châu bò bị như vậy với một cái khoảng thời gian nhất định, tùy theo cái sức đề kháng nhé, tùy theo sức đề kháng và tùy theo cái phác đồ điều trị, cũng như là tùy theo cái tác động điều trị tích cực hay là không tích cực, thì cái hiệu quả điều trị nó cao hoặc là thấp. Và sau một cái khoảng thời gian là có hiện tượng phù thủng, có hiện tượng phù thủng của tổ chức dưới da ở hầu và ức và yếm và vùng chân, rồi kế phát tiếp theo hay gọi là tiếp theo là có hiện tượng là viêm ruột tiêu chảy, phân lỏng và có nhiều máu, thì con vật suy nhược dần, và sau đó con vật nằm không đứng dậy được, rồi sau đó là con vật chết. Thì đấy là ở cái mức độ mà
bệnh mức độ 3, hay là theo chúng tôi đánh giá đây là một cái mức độ mà bệnh nặng nhất, và ở cái mức độ này nó đã gây cho châu bò chết với một cái tỷ lệ nhất định. Và trên thực tế cũng có rất nhiều bà con phản ánh với chúng tôi là khi mà châu bò có cái biểu hiện phù thủng ở vùng ức, vùng chân và có hiện tượng tiêu chảy, phân có lẫn máu thì cái hiệu quả điều trị không cao và có một cái tỷ lệ chết nhất định. Và qua cái thực tế kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy ở điều đó. Vậy thì để mà đánh giá cụ thể đối với trường hợp bệnh nặng như vậy, xem cái sự tổn thương của các khí quan ở trong cơ thể như thế nào, và cũng theo một số phản ánh của bà con cũng như là của cán bộ thú y cho rằng là trong trường hợp này thì có thể có một số trường hợp có hiện tượng là nhiễm cả bệnh ký sinh trùng đường máu. Nhiễm cả bệnh ký sinh trùng đường máu, và chính cái nhiễm bệnh ký sinh trùng đường máu đó mà lại làm cho cái tình trạng bệnh của châu bò bị viêm da nổi cục càng nặng thêm, và cái tỷ lệ chết lại càng cao. Và vì cái lý do đó thì chúng tôi cũng đã đi tới các cái cơ sở có những con trâu con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục ở mức độ nặng, và thậm chí là mổ khám những con trâu con bò có cái mức độ bệnh nặng như chúng tôi mô tả để kiểm tra các cái bệnh tích cụ thể có đúng như vậy hay không. Và khi kiểm tra cụ thể thì chúng tôi cũng đã có được các cái ảnh mà chúng tôi chụp. Ngoài các cái ảnh mà chúng tôi chụp ra thì chúng tôi còn có những cái video cụ thể trên những con trâu con bò có các cái biểu hiện viêm da nổi cục, đồng thời làm khi mổ khám cũng đã chụp được các cái ảnh bệnh tích ở các khí quan. Tất nhiên ở có rất nhiều ảnh bệnh tích ở các khí quan, nhưng chúng tôi chỉ chụp những cái bệnh tích ở các khí quan tác động mà virus tác động nhiều, đó là tim, đó là dạ cỏ, dạ tổ ong, đó là ruột, và đó là phổi. Và đây, sau đây là cái ảnh triệu chứng lâm sàng của con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục với cái mức độ với mức độ nặng, tức là con trâu, tức là con bò đó đã chết, tức là từ lúc xuất hiện bệnh đến cái mức độ bệnh nặng, và sau đó là sau đó con bò chết, và chúng tôi mổ khám, và chúng tôi sẽ đưa lên trên cái hình ảnh mà chúng tôi chụp được để cho bà con xem được một cách cụ thể. Đây ví dụ, đây là một cái hình ảnh. Đấy, bà con chúng ta nhìn thấy đây là một cái hình ảnh, đây là con kiểm tra hiện trường thực tế con bò mà bị bệnh viêm da nổi cục, và đích thân ông chi cục trưởng chi cục thú y Quảng Bình Trần Công Tám cùng cán bộ thú y cũng như chúng tôi đã đi xuống kiểm tra cụ thể, và bà con thấy chúng tôi cho bà con thấy rất là rõ. Vâng, thì đấy là cái thể hiện đầu tiên. Và sau một khoảng thời gian bệnh tiến triển, hay nói một cái khác như nãy tôi nói là virus tác động vào các khí quan ở trong cơ thể như vào tim,
vào phổi và vào ruột, thì con vật có biểu hiện là rối loạn hô hấp, thở khó, thở thể bụng và có hiện tượng phù nề, phù vùng ức, phù vùng yếm, phù chân, rồi kế tiếp đó là có hiện tượng là viêm ruột tiêu chảy, phân có nhiều máu, thì đây là các cái bệnh tích tiếp theo chúng tôi sẽ cho bà con xem. Và đây là con bò bị bệnh nặng và nằm, và sau đó con bò chết và có cái biểu hiện bà con chúng ta nhìn thấy rất là rõ, với hiện tượng là phù vùng ức, vùng yếm rất là nặng. Đó. Phù vùng ức, vùng yếm rất là nặng thì bà con chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Vâng, và khi mổ khám thì một số khí quan mà chúng tôi vừa nêu thì có các cái xuất hiện các cái cục, các cái mụn, cũng như là thể hiện các cái mụn và các cái cục ở ngoài da cụ thể. Đây, ở tim thì bà con chúng ta thấy ngoài cái ở ngoại tâm mạc hoặc là ở ngoài tim, thì ở trong nội tâm mạc hay nói về khác là khi mà chúng tôi mổ tim ra thì thấy có các cái cục, có cái mụn ở trong nội tâm mạc. Những cái cục đây bà con thấy là nó có màu tím và đen, nó nổi gồ hơn, nổi gồ hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một trong nguyên nhân mà gây nên hiện tượng là rối loạn tuần hoàn ở trong cơ thể. Cho nên con trâu, con bò có hiện tượng phù nề, vùng ức, vùng yếm và vùng bụng và vùng da mỏng. Và phổi, đây, khi mà chúng tôi kiểm tra phổi thì chúng ta thấy là trên cái nhu mô phổi cũng xuất hiện các cái u cục rất là nhiều. Bà con nhìn thấy rõ không? Đó là cái u mà cái cục u cục màu tím đen nổi rõ lên trên cái bề mặt phổi ra. Tôi sát vào đây chúng ta thấy rất là rõ. Và đây đối với tim, bề ngoài của tim hay ngoại tâm mạc thì bà con chúng ta thấy rất là rõ đây là có hiện tượng là rất nhiều các cái cục to nhỏ khác nhau trên cái bề mặt của quả tim. Đó. Trên bề mặt của quả tim để xem đó xuất hiện là có màu tím hoặc là có màu thâm đen, thì đây là đối với tim. Và đây đối với khí quản thì chúng ta thấy là cũng có rất nhiều các u cục và có hiện tượng là xuất huyết, và chính đây cũng là một cái tác động mà gây rối loạn hô hấp do có các cái u cục và xuất huyết ở khí quản cũng như là các cái u cục ở trên tổ chức nhu mô phổi mà chúng tôi vừa cho bà con xem. Và đây là cái dạ cỏ và dạ lá sách, thì chúng ta thấy là khi mổ khám để bà con thấy là có rất nhiều các cái u cục ở khí dạ cỏ cũng như là ở dạ lá sách. Đó, thấy rất rõ đây là cái vùng nổi u cục mà cũng xuất huyết ở đây. Bà con chúng ta thấy rất là rõ. Thế thì ngoài các cái đó ra thì còn có các cái hiện tượng nổi u cục ở cái vùng ruột, đặc biệt là ruột non, và chính vì vậy mà làm cho trâu bò có hiện tượng là rối loạn tiêu hóa và có cái hiện tượng tiêu chảy. Thế vậy thì để mà có cái sự kết luận là ngoài cái việc mà đối với trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục, thì ngoài các cái triệu chứng bệnh tích cũng như là các cái rối loạn bệnh lý mà tác động của virus gây nên, thì có phải có một số trường hợp là có kế phát hoặc là có nhiễm ký sinh trùng đường máu hay không, thì chúng tôi cũng tiến hành lấy máu và chúng tôi tiến hành phết nhuộm tiêu bản để kiểm tra cái ký sinh trùng đường máu, thì cũng đã phát hiện một số trường hợp
cũng đã phát hiện có một số trường hợp là có nhiễm thêm cái ký sinh trùng đường máu. Thì cái này thì chúng tôi thấy là cũng không đáng ngạc nhiên, bởi vì là cái bệnh viêm da nổi cục là truyền lây chủ yếu là qua côn trùng. Chủ yếu là qua côn trùng, và có côn trùng ở đây là những con ruồi và những con mòng. Thế vậy thì những con ruồi và những con mòng này thì trên thực tế nó cũng là cái nguồn hay là cái vật chủ trung gian truyền bệnh ký sinh trùng ở đường máu. Cho nên đồng thời với việc là nó mang cái virus gây bệnh viêm da nổi cục, đồng thời cũng mang cái ký sinh trùng đường máu, cho nên cùng một tác động nó có thể gây nên hai cái bệnh trên cái con trâu con bò. Và chính vì vậy ở trường hợp này thì cái tỷ lệ mà trâu bò bị chết rất là cao. Thì tại sao? Là ngoài những cái tác động của virus trên các khí quan ở trong cơ thể gây rối loạn bệnh lý rất nặng, thì còn có cái tác động của ký sinh trùng đường máu. Thì cái tác động của ký sinh trùng đường máu ở đây nó làm cho hồng cầu bị vỡ nhiều, và khi mà làm cho hồng cầu bị vỡ nhiều thì đấy cũng chính là làm cho con vật bị suy dinh dưỡng, và khi con vật bị suy dinh dưỡng thì sẽ làm cho áp lực thể keo trong máu giảm, mà khi áp lực thể keo ở trong máu giảm thì cũng gây nên cái hiện tượng phù nề. Và do suy dinh dưỡng thì cũng lại ảnh hưởng rất lớn tới cái trạng thái của tim, vì vậy là tim phải hoạt động mạnh. Như vậy là đồng thời là bị hai tác động của ký sinh trùng đường máu và tác động của cái virus gây bệnh viêm da nổi cục, và cái làm cho con trâu con bò bị bệnh ở cái mức độ rất là nặng và cái tỷ lệ chết rất là cao. Và qua phản ánh của rất nhiều các bà con ở các nơi gửi về cho chúng tôi, phản ánh cho chúng tôi, thì những trường hợp mà có hiện tượng phù nề, có hiện tượng tiêu chảy, phân có máu, thì cái việc mà điều trị hết sức khó khăn, và cái hiệu quả điều trị là thường rất là khó. Như vậy thì qua cái việc mà kiểm tra thực tế xuống một số các cái cơ sở mà có đàn trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục, đặc biệt là cùng với cái chi cục thú y Quảng Bình đi xuống một số các cái địa phương của tỉnh Quảng Bình bị mắc mà đàn trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục, thì chúng tôi đã thấy điều đó. Thì ngoài các cái kiểm tra thực tế ở đàn trâu bò thuộc tỉnh Quảng Bình, thì ở rất nhiều nơi như ở Thái Bình, như ở Hưng Yên, như ở Lào Cai, như ở Lạng Sơn và như ở Thái Nguyên vân vân, bà con phản ánh cho chúng tôi thì chúng tôi tổng kết lại thì cũng thấy đúng tương tự như bà con đã phản ánh. Và trên thực tế thì có một số bà con phản ánh là một số cán bộ thú y khi mà nói đấy với bà con và phản ánh đối với bà con là gì, những con trâu con bò mà bị bệnh viêm da nổi cục mà ở cái mức độ nặng thì dùng cái thuốc ký trùng đường máu tiêm thì có cái hiệu quả, có hiệu quả cao và bệnh thiên giảm. Thì lúc đầu chúng tôi thường là không tin điều đó. Tại sao nó lại như vậy? Nó không tin điều đó và tại sao nó lại như vậy? Và chính những cái phản ánh đó thì chúng tôi đi xuống cơ sở và chúng tôi lấy máu để kiểm tra xem có phải như vậy không. Thì vậy thì khi kiểm tra thì đúng như vậy. Và cái đây là một cái cơ sở hoặc là rất là đúng mà như lúc nãy tôi đã giải thích, tức là cái bệnh viêm da nổi cục này nó do cái côn trùng truyền lây, gây truyền lây hay là lây lan bệnh là do côn trùng. Thế vậy thì cái côn trùng là có thể con ruồi con mòng, và chính con ruồi con mòng cũng là một cái vật chủ trung gian truyền cả cái bệnh ký trùng đường máu, cho nên liền một lúc nó có thể tác động vào cái con trâu con bò. Và chính như vậy mà khi những con trâu con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục đồng thời kèm theo bệnh ký sinh trùng đường máu, thì khi mà dùng cái thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu thì nó có hiệu quả, thì đúng là như vậy.
Thế vậy thì đối với bệnh viêm da nổi cục qua cái kiểm tra thực tế ở một số cái địa phương ở có đàn trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục thuộc tỉnh Quảng Bình, cũng như là ở một số các cái địa phương mà bà con phản ánh cho chúng tôi, và trên thực tế chúng tôi cũng đi rất nhiều các cái địa phương, ví dụ như ở giai đoạn đầu, thời kỳ đầu bệnh xảy ra ở Lạng Sơn, và chính chúng tôi cũng đã đi lấy mẫu ở Lạng Sơn, rồi tiếp đến là ở Cao Bằng, rồi ở Lào Cai và ở Bắc Giang. Thì chính ở Bắc Giang là có một nông hộ mà chúng tôi tư vấn cho việc khởi nghiệp là nuôi bò, thì cũng đã có 1-2 con bị cái hiện tượng viêm da nổi cục, và chúng tôi kiểm tra thấy như vậy là qua cái kiểm tra thực tế cũng như là qua phản ánh của một số bà con cho thấy, và chúng tôi nhận thấy là cái bệnh viêm da nổi cục ở châu bò nó thể hiện ở ba cái mức độ bệnh, cái mức độ bệnh nhẹ, hay là mức độ bệnh thứ nhất, như chúng tôi nêu là trên da xuất hiện một số những cái cục to nhỏ khác nhau, và nó chỉ xuất hiện ở một số các cái vùng da mỏng, hoặc là cái diện tích vùng da bị nổi cục rất là ít, ví dụ như là ở vùng cổ, ví dụ như ở vùng bụng, ví dụ như ở mi mắt, và ví dụ như là ở vùng mông. Và con trâu con bò có hiện tượng sốt, sốt nhẹ, có hiện tượng chảy nước mũi, và có hiện tượng là chảy nước mắt, viêm kết mạc, viêm kết mạc mắt, nhưng con vật vẫn ăn uống bình thường hoặc là giảm chút ít, chứ không có hiện tượng mệt mỏi, ủ rũ và bỏ ăn. Thì đấy là cái mức độ thứ nhất. Cái mức độ thứ hai là cái mức độ chúng tôi thường gọi là cái mức độ là bệnh trung bình. Đấy là theo chúng tôi đánh giá thôi nhé. Thì chúng tôi căn cứ vào cái biểu hiện lâm sàng và căn cứ vào cái diện tích vùng da mà có các cái mụn u cục khác nhau. Thì ở cái mức độ 2 này là hiện tượng là các cái u cục nổi lên rất rõ, to nhỏ khác nhau, chiếm toàn bộ các diện tích vùng da trên thân của con trâu con bò, như là ở cổ, ở bụng, ở lưng, ở bẹn, ở mông và ở mi mắt. Thì đấy là cái biểu hiện thứ nhất, tức là cái u cục nó nổi trên toàn bộ vùng da ở toàn thân. Và thứ hai là trâu bò có hiện tượng là sốt cao, con vật mệt mỏi, ủ rũ, có hiện tượng bỏ ăn. Thì đấy là cái biểu hiện thứ hai. Đồng thời là châu bò có cái hiện tượng là chảy nước mắt, viêm kết mạc mắt, chảy nước mũi và rối loạn hô hấp. Thì đấy là cái mức độ thứ hai, hay là chúng tôi thường gọi là cái mức độ trung bình. Và cái mức độ thứ ba và chúng tôi gọi là mức độ bệnh nặng, thì nó biểu hiện và cái biểu hiện mà như lúc nãy chúng tôi cho bà con chúng ta xem cái ảnh ở cái biểu hiện lâm sàng cũng như là ảnh bệnh tích, chúng tôi nêu lại cụ thể là những u cục nổi rất nhiều, dày đặc trên toàn bộ cái vùng da của con vật. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là con vật sốt rất cao, sốt kéo dài. Thứ ba là con vật mệt mỏi, ủ rũ và bỏ ăn. Thứ tư là con vật hay nằm. Thứ năm là con vật có cái biểu hiện là phù vùng chân, hay phù những vùng da mỏng, vùng chân này, vùng bụng này, vùng ức, là vùng yếm, và cái bệnh tích mà hôm nãy chúng tôi vừa cho bà con chúng ta xem. Đồng thời là con vật có cái hiện tượng thở rất là khó, có hiện tượng thở rất là khó.
Và kế tiếp là con vật có cái biểu hiện là viêm ruột tiêu chảy, và cái viêm ruột tiêu chảy ở đây rất nặng, và đặc biệt là có cái hiện tượng là viêm ruột xuất huyết ở đường tiêu hóa, cho nên trong phân có lẫn máu rất là nhiều. Thì tùy theo mức độ xuất huyết mà có thể lẫn máu nhiều hay là ít. Và sau một cái khoảng thời gian nhất định thì con vật mệt mỏi mà con vật chết. Và ở cái mức độ bệnh này mà khi mổ khám lúc nãy tôi cho bà con chúng ta xem, thấy có các cái biểu hiện rất rõ, hay là cái tác động của cái virus rất là rõ, tác động lên các khí quan ở trong cơ thể, như là ở khí quan hô hấp, trên phổi có các cái mụn, ở tim, ở ngoại tâm mạc cũng như là nội tâm mạc cũng xuất hiện các cái u cục to nhỏ khác nhau, và ở đường tiêu hóa như dạ cỏ, ở dạ lá sách, và ở ruột, cũng như là ở khí quản. Thì đấy là những cái tình trạng cụ thể, mức độ bệnh cụ thể đối với cái bệnh viêm da nổi cục. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái bệnh viêm da nổi cục cũng có một cái tỷ lệ chết nhất định. Khi cái tỷ lệ chết này thường là có cái hiện tượng là virus tác động vào các khí quan trong cơ thể. Và đối với bệnh đậu, thí dụ như bệnh người thì người ta gọi là bệnh đậu mùa. Thế vậy thì nếu mà chỉ nhẹ thì là chỉ thể hiện tổn thương các cái vùng da, thí dụ như vùng da mặt mà gây nên hiện tượng rỗ. Và các cụ nói là phải kiêng cho kỹ, nếu mà không kiêng kỹ thì là nó sẽ chạy đây có nghĩa là gì? Virus đậu sẽ tác động vào các khí quan trong cơ thể, như tác động vào phổi, tác động vào tim và tác động vào ruột, như lúc nãy tôi nói và cho bà con xem bệnh tích. Thì ở cái trường hợp này là bà con các cụ nói là thì tỷ lệ chết rất là cao. Thì đấy là các cái mức độ bệnh trên cái bệnh viêm da nổi cục đối với châu bò. Thì lúc đầu xảy ra thì chúng ta chỉ có thấy là có hiện tượng là nổi cục ở trên các vùng da thôi, còn các cái biểu hiện khác thì rất là ít. Nhưng cho tới giai đoạn gần đây thì rất nhiều bà con đã phản ánh là ngoài những cái viêm da nổi cục ra, ngoài cái cục nổi ra ở trên da to nhỏ khác nhau ở trên toàn bộ vùng da, thì còn có rất nhiều các cái biểu hiện là lâm sàng khác như phù nề, như là tiêu chảy, vân vân. Và khi mà chúng tôi kiểm tra hiện trường và mổ khám bệnh tích thì đúng như vậy, và ở cái mức độ này là cái tỷ lệ chết rất là cao. Như vậy thì cái biện pháp khắc phục như thế nào và hạn chế cái tình hình dịch bệnh xảy ra, cũng như là hạn chế hoặc là giảm các cái tỷ lệ chết trong cái trường hợp này, thì bà con chúng ta cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là phải cách ly những con vật bệnh ra khỏi đàn. Cách ly con vật bị mắc bệnh ra khỏi đàn, rồi dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh cứ một ngày một lần. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải dùng thuốc diệt côn trùng. Dùng thuốc diệt côn trùng thì cái thuốc diệt côn trùng thì có rất nhiều các loại thuốc, nhưng mà chúng tôi thường sử dụng đó là Hantoc 200 hoặc Hantoc spray hoặc là Hantoc spoon, phun lên chuồng nuôi, phun lên các cái bụi rậm và phun lên các cái cống rãnh. Hay nói một cái khác là chuồng nuôi là phải luôn là sạch sẽ, khô ráo, đồng thời là phải khơi thông cống rãnh và phát quang bụi rậm, rồi dùng cái thuốc diệt côn trùng để bà con chúng ta phun vào đấy. Thì cái đấy để có tác dụng để diệt các côn trùng, và diệt côn trùng tức là diệt cái nguồn lây bệnh. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là đối với những con trâu con bò khỏe mạnh ở trong đàn hoặc là trong vùng mà đang có dịch xảy ra thì phải tiêm phòng, hay nói cách khác là phải dùng vaccine để tiêm phòng. Thì chúng ta thấy là ở đầu cái vụ dịch thì chúng ta chưa nhập được vaccine,
Nhưng hiện nay là chúng ta đã nhập được vaccine về rồi, thì cái việc mà tiêm phòng nó có hiệu quả rất là tốt chứ không phải là không. Do vậy là bà con chúng ta cần phải thực hiện cái biện pháp là dùng vaccine để phòng bệnh đối với những con trâu bò có khỏe ở trong đàn còn lại, hoặc là ở những cái vùng mà đang có dịch mà những trâu bò khỏe ở xung quanh chưa bị mắc bệnh thì phải tiêm phòng. Thì đây là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là phải chăm sóc nuôi dưỡng con trâu con bò cho tốt để nâng cao sức đề kháng nha, để nâng cao sức đề kháng. Thế vậy thì cái việc chăm sóc nuôi dưỡng ở đây là cái khẩu phần ăn là phải đầy đủ nha, đủ các cái lượng thức ăn xanh, đủ cái lượng thức ăn tinh, và đặc biệt là phải bổ sung vào cái khẩu phần thức ăn hàng ngày những cái thuốc mà có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, ví dụ như là vitamin tổng hợp, vitamin ADE, các cái premix, cũng như là các cái này, thuốc trợ sức trợ lực và giải độc gan thận để mà nâng cao sức đề kháng cho con vật. Thì đấy là vấn đề thứ ba. Và đồng thời nhá, đồng thời là những con khỏe nhá, đồng thời là những con khỏe thì nếu mà chưa tiêm điều trị dự phòng ký sinh trùng đường máu thì bà con tiến hành cho chúng tôi là điều trị bệnh ký sinh trùng đường máu nhá. Và trong trường hợp này là phải tiêm 2 lần cách nhau 4 ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì đấy là đối với những con khỏe. Thế vậy thì đối với những con đã bị mắc bệnh nha, đối với những con đã bị mắc bệnh thì vì đối những con đã bị mắc bệnh thì chúng tôi cũng hướng tác động vào ba cái mức độ bệnh, ở mức độ bệnh nhẹ nha. Ở mức độ bệnh nhẹ thì điều này ở mức độ bệnh nhẹ tức là chim chỉ xuất hiện cái u cục ở trên một số các vùng da của con vật, và con vật có hiện tượng sốt nhẹ, chảy nước mắt, chảy nước mũi và vẫn ăn uống bình thường và giảm ăn chút ít. Thì trong trường hợp này là bà con chúng ta sử dụng thì thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thế vậy thì thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng ở đây là dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, đặc biệt là urotropin có tác dụng là giải độc gan thận rất là tốt, tiêm cho con trâu con bò ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng catosan hoặc là satosan tiêm cho trâu cho bò ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và thứ ba là dùng điện giải glucagase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp, kết hợp với vitamin ADE và thuốc giải độc gan thận, cũng như là thuốc cảm cúm, hay nói là thuốc giảm sốt như là cảm cúm hoặc là Para-C hoặc là Allergin C để tác động cho con trâu con bò. Thì trong trường hợp này chúng ta hòa với nước cho con trâu con bò uống tự do hàng ngày. Uống tự do hàng ngày. Thì đấy là cái thứ hai. Và thứ ba là dùng, trong trường hợp này thì chúng tôi cũng đã nói là nó bị viêm kết mạc và viêm giác mạc, thì dùng gentamicin. Trong trường hợp này dùng gentamicin dạng nước nhé, dùng gentamicin dạng nước để nhỏ vào mắt trâu bò mà chúng tôi nói là bị viêm kết mạc và viêm giác mạc, cứ ngày 3 lần, sáng trưa chiều. Thế vậy với cái mức độ bệnh nhẹ như chúng tôi vừa nêu thì bà con chúng ta chỉ cần tác động nhá, chỉ cần tác động như vậy thôi. Thì sau một cái khoảng thời gian, tất nhiên là cái này phải tác động rất là lâu, ít nhất là phải 7 đến 10 ngày thì con vật hồi phục trở lại, tức là các cái mụn ở trên da, các cái u cục ở trên da nó dần dần nó sẽ bị mất và con vật trở lại bình thường. Thì đấy là cái dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai là con vật có các cái biểu hiện như là toàn bộ vùng da có các u cục khác nhau, con vật có hiện tượng là thở khó, thậm chí có hiện tượng là
ho, rối loạn hô hấp, sốt cao, bỏ ăn, sốt cao và bỏ ăn. Thì trong trường hợp này thì bà con dùng cũng tương tự như trong trường hợp dùng tương tự như trong trường hợp mà bệnh ở mức độ nhẹ, nhưng bà con chúng ta cần phải thêm ở đây là gì, phải dùng kháng sinh để điều trị, cái hiện tượng là bội nhiễm gây viêm ruột tiêu chảy, gây viêm phổi mà có cái biểu hiện là rối loạn hô hấp. Thì cái thuốc mà có tác dụng điều trị diệt cái vi khuẩn bội nhiễm thì bà con có thể dùng rất nhiều các cái loại thuốc khác nhau, ví dụ như dùng Amoc NA, Gentamoc NA hoặc là Genmoc NA hoặc là Ampicala hoặc là Lancospec hoặc là Zantatilo vân vân. Thì đây là những cái kháng sinh mà đặc trị đối với việc bội nhiễm ở đường hô hấp, và đồng thời nhé, và đồng thời để cho ví tăng cường cái giải độc cho cơ thể cũng như là hồi phục cơ thể được nhanh, thì bà con còn dùng thêm là dung dịch đường gluco ưu trương. Thì cái dung dịch đường gluco ưu trương ở đây thường là 10% cho đến 20%. Thế vậy thì dung dịch này ở hiệu thuốc thú y thường là hiếm, cho nên bà con chúng ta sẽ đến mua ở cái hiệu thuốc nhân y, và mỗi một con trâu con bò truyền trực tiếp vào tĩnh mạch một lần, và mỗi một lần là 1 lít nhá, 1 lít tức là 2 chai đấy, mỗi chai người ta thường đóng là 500 ml. Tất nhiên là cùng với cái dung dịch đường gluco ưu trương thì bà con còn phải dùng thêm cho tôi là 10 ml caffeine natri benzoate tức là thuốc trợ tim, 10 ml vitamin C để nâng cao sức đề kháng và bền vững thành mạch, và đặc biệt là 10 ml urotropin có tác dụng lợi tiểu và sát trùng đường niệu và giải độc rất là tốt. Tất cả những thuốc đó trộn đều vào dung dịch đường gluco 10% hoặc 20% và tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch ngày một lần. Thế vậy cái công việc này nó có tác dụng rất tốt để hồi phục con trâu con bò, và chắc là công việc này bà con chúng ta không làm được thì cần phải mời cán bộ thú y đến giúp cho bà con, để bà con chúng ta điều trị có cái hiệu quả cao. Thì đấy là ở cái mức độ thứ hai. Thế còn khi mà bệnh ở cái mức độ thứ ba thì như nãy chúng tôi đã nói và chúng tôi đã đưa ra cái hình ảnh về triệu chứng lâm sàng cũng như bệnh tích, thì ở cái mức độ này nếu mà chúng ta không tác động nhanh, không tác động tích cực thì cái hiệu quả điều trị nó thường là không cao. Thế vậy thì ở cái bệnh ở cái mức độ này, bệnh ở mức độ này thì bà con chúng ta cũng dùng nhá, cũng dùng tương tự như là ở cái mức độ 2 tôi nêu lại, là trong trường hợp này là bà con chúng ta phải dùng này thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, cụ thể là vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tức là thuốc trợ tim ấy, và kết hợp với urotropin tiêm bắp ngày một lần hoặc là ngày 2 lần. Thì đây là cái thứ nhất. Thứ hai là dùng catosan hoặc satosan, thì đây là cái thuốc bồi bổ cơ thể và bồi máu. Bởi vì là theo chúng tôi là trong trường hợp này có thể là đồng thời còn ghép với bệnh kín trùng đường máu, cho nên phải dùng cái catosan hoặc là satosan. Nếu không có catosan hoặc satosan thì dùng thêm B12. Thì đấy là cái thuốc thứ hai mà bà con cần phải lưu ý. Thứ ba là trong trường hợp này nhiều khi nó nặng, bệnh nặng rồi thì con vật không uống và không ấy được, thì bà con chúng ta phải dùng đặc biệt là cái thuốc giảm sốt, cái thuốc hạ sốt nhá. Thuốc hạ sốt thì có thể là Anagin C hoặc có thể là Parac hoặc là Paracetamol vân vân, tùy theo bà con chúng ta tiêm cho con trâu con bò bị bệnh. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba ở đây là phải dùng thuốc để điều trị cái triệu chứng. Thì điều trị triệu chứng ở đây là tức là cái rối loạn bệnh lý mà cái virus nó tác động vào. Thì cái điều trị triệu chứng ở đây là gì? Thứ nhất là cái hiện tượng viêm phổi. Thì cái hiện tượng viêm phổi thì bà con chúng ta
dùng trong trường hợp này là không dùng thuốc kháng sinh chậm mà chúng ta phải dùng thuốc kháng sinh nhanh, hay nói là phải dùng những loại thuốc mà không có đuôi LA. Nếu mà thuốc có đuôi LA đó là cái kháng sinh chậm. Vì vậy mà chúng ta không, bởi vì là con vật nó đã ốm rất nặng rồi thì chúng ta phải tác động nhanh. Thì trong trường hợp này bà con chúng ta sẽ dùng một trong các loại kháng sinh sau đây, ví dụ như là lancomycin hoặc là lancocin, gentamicin, thiamulin, timicocin hoặc là amoxicillin. Thì đấy là những loại thuốc mà có tác động rất tốt đối với vi khuẩn tác động ở phổi, gây hiện tượng là viêm phổi do cái mầm bệnh tác động lên lên phổi mà bệnh tích mà tôi đã giới thiệu cho bà con. Thì đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thuốc để điều trị cái hiện tượng viêm ruột và tổn thương ở ruột. Thì để mà điều trị viêm ruột, tổn thương ở ruột thì bà con chúng ta dùng nhá. Chúng ta dùng hai loại. Loại thứ nhất là tiêm. Tiêm ở đây thì thường là dùng nhá. Bà con thường nên dùng là cái fluoroquinolone hoặc là thiamphenicol hoặc là enzofloc tiêm. Và tiêm. Đồng thời là dùng biseptone nhá. Đồng thời dùng biseptone hoặc là neotisone cho uống. Thế vậy thì bà con nói là có nhiều loại thuốc kháng sinh như vậy. Như vậy là buổi sáng chúng ta sử dụng loại thuốc kháng sinh chúng ta tác động đối với vùng phổi. Và buổi chiều thì chúng ta dùng kháng sinh chúng ta tác động đối với tiêu hóa. Tức là chúng ta vẫn chia ra làm hai buổi, cho nên không có sự là trộn lẫn và có sự trùng lặp. Không có sự trộn lẫn và có sự trùng lặp. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Và thứ ba là để giảm cái hiện tượng phù nề và tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn thì bà con chúng ta phải dùng cái dung dịch đường gluco. Hôm nay tôi nói là dung dịch đường gluco 10% hoặc 20% có thêm caffeine, đó là thuốc trợ tim, có thêm vitamin C và có thêm urotropin. Và cũng như là bệnh ở mức độ 2 là mỗi một con trâu bò bị bệnh là dùng 1 lít cái gluco 10% 20%, 10 ml caffeine, 10 ml vitamin C, 10 ml urotropin trộn lẫn vào nhau và tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch ngày một lần. Trong trường hợp này chúng ta nhớ là phải tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch ngày một lần. Và đồng thời để mà giảm cái hiện tượng mà viêm xuất huyết thì bà con nên dùng thêm nước cây cỏ nhộn nồi nhá. Nước cây cỏ nhộn nồi hoặc là cây huyết dụ giã nhỏ vắt lấy nước để cho con trâu con bò uống uống ngày một lần thì nó sẽ giảm cái hiện tượng là viêm ruột xuất huyết. Và theo nữa nhá, và theo nữa thì bà con chúng ta dùng thì như vậy là cái ký sinh trùng đường máu ở đây, cái dùng cái thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu ở đây là chúng ta dùng vào cái ngày thứ ba hoặc là ngày thứ năm của cái quá trình điều trị các loại thuốc mà chúng tôi nêu ở trên. Thế vậy cái thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu ở đây có rất nhiều, trên thực tế có rất nhiều, có thể là dùng azidin hoặc có thể là dùng tripanosoma hoặc có thể là dùng naganin vân vân. Thì có rất nhiều thuốc trên thị trường, thì bà con chúng ta đi hỏi thuốc là để mà điều trị ký sinh trùng đường máu. Và khi dùng thuốc điều trị ký sinh trùng máu phải dùng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và lưu ý trong trường hợp này để có tác động nhanh thì bà con chúng ta phải tiêm chậm vào tĩnh mạch, dùng cái thuốc ký sinh trùng đường máu tiêm chậm vào tĩnh mạch và phải tác động hai lần nhá. Tác động hai lần là cách nhau 4 ngày. Thêm đấy là cái phác đồ điều trị đối với bệnh viêm da nổi cục ở cái mức độ 3, hay là chúng tôi thường gọi là cái mức độ nhẹ. Và chúng tôi nhắc lại là để có cái hiệu quả điều trị cao thì phải là tác động sớm nhá. Khi mà con vật xuất hiện các biểu hiện phù nề thì chúng ta phải dùng cái phác đồ mà chúng tôi vừa nêu trên và tác động tích cực, tác động liên tục. Và cái liệu trình điều trị cũng thường là kéo dài, có thể là 5 đến 10 ngày hoặc có thể 10 đến 15 ngày. Nhưng trên thực tế là cái việc mà dùng kháng sinh ấy, nhá,
các thuốc bồi bổ và các loại thuốc khác thì có thể dùng với thời gian kéo dài được, nhưng là kháng sinh thì chúng ta sử dụng là 3 đến 5 ngày. Thế còn cái thuốc ký sinh trùng đường máu đấy tôi nói rồi là chúng ta dùng 2 lần cách nhau 4 ngày và liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì đấy là một số những cái trao đổi đối với bà con về bệnh viêm da nổi cục. Thì tất nhiên đối với bệnh này là chúng tôi cũng nói rất nhiều trên VTC16, cũng nói rất nhiều trong cái do tút kinh do tút của chúng tôi. Nhưng mỗi một đợt thì thường là có những cái cùng cái nội dung đó, nhưng mà nó sẽ có những cái sự khác nhau. Ví dụ như là mấy đợt trước thì chúng tôi cũng không nói đến cái hiện tượng, là không nói đến được cái mức độ của bệnh và cái biện pháp can thiệp của từng mức độ bệnh, và chúng tôi chỉ nói là cái can thiệp chung và cái khống chế chung mà thôi. Thì đây là một số thông tin cơ bản đối với bệnh viêm da nổi cục mà chúng tôi muốn trao đổi với bà con, và chúc bà con thực hiện những cái quy trình và những cái chỉ dẫn của chúng tôi nói riêng và của các nhà chuyên môn nói chung, với mục đích để khống chế và hạn chế giảm những thiệt hại đối với bệnh viêm da nổi cục, hay là giảm thiệt hại ở bệnh do bệnh viêm da nổi cục đối với đàn châu bò của bà con. Và chúc bà con xử lý tốt và có hiệu quả cao. Vâng.